Nào, ba em cún con, cọc đuôi, ba em được. Nè, đang quay chỗ nè, trời mến nhẹ, úi giời nè, ai đây? Ba con đực. Con này lạnh quá, cho ra đây nào. Vừa gì vừa run. Trời. Úi giời, lạnh quá, không được rồi. Chúng nó run quá. Quay cái mặt, chặt nơi gần. Đây. Hai con, được ba con thì hai con cọc. Một con dài đuôi. Đây là con dài đuôi đây. Con dài đuôi là con nằm. Đấy. Đây con cọc. Đây cọc tịt. Con này cọc quýt. Ra đây gió cho nó quen đi. À, gọi hai đứa kia ra đây chơi nào. Nha. Em Vàng gọi hai đứa kia ra chơi nào. Hai thằng kia béo quá hả? Thằng này đẹp ghê. Úi giời, ra đây cho nó, ra đây cho nó tẻ. Đây là con của con hổ. Thằng Vàng này thì nó bé hơn cái thằng này một tí. Thằng này nó cũng theo là thằng Vàng đây này. Thằng này nó cũng sẽ là thằng Vàng. Chân với lại đầu dạy lông vàng rồi. À. Úi sợ. Nó tập ăn. Bụng nó no. Đi lại một tí cho đỡ run. Này. Anh này. Đi lại một tí cho đỡ run nè. Con này nó đi là nó không lạnh nữa đây này. Đây này, nhìn nó này. Nhìn mà học. Nhìn nó mà học. Đấy, nó có đi nó có run nữa đâu. Cứ ngồi đấy thì chả run. Đúng rồi, đi lại tí đi. Chơi lăng xăng đi. À. Đấy, nhìn thằng Vàng kìa, nhìn thằng Vàng mà học. Ờ. À, đúng rồi, đi lại đi, đi một tí đi, đỡ run. Ừ. Thằng này là thằng cọc tịt đây này. Đấy, cọc tịt đấy. Cọc tịt hẳn. Đấy, kia ra nghịch lá đây kìa. Đấy. Ôi da, nó nghịch lá rồi đây này. Đây. Ờ, đây cũng ra nhặt được cái gì đây. Nghịch lá thôi. Phải rồi. Nhặt được cái vỏ hướng dương kia nè. Còn thằng dài đuôi kia là không chạy, không chạy.
đông như này bình thường. Mặt cute phết nè. Chỉnh phết đấy. Con này nó sạch lắm nhá, nó ra bên ngoài cái là nó thi nhau ra đấy. Này cọc hẳn này. Một đủ luôn. Sao bạn lại nhát vậy? Chạy đi cho nó khô người nè. Chạy đi. Ôi sợ ôi. Chạy đi. Con này cọc tịt. Ôi. Ê, ông tướng này ông định làm gì đây? Wow. Từ đây này về. Nhát nhất. Mà hình như sồm nhất đấy, to nhất. Con này thì to nhất. Lại đằng này chơi. Ê. Ra kia gạ con kia ra đây chơi đi. Gạ con kia ra chơi. À đấy. Giờ nó bắt đầu ra dứt cỏ. Còn đấy là cứ nó cứ nằm ấy thôi. Đúng rồi, gạ nó chơi đi. Con này nhìn mặt trông ấy thế nhỉ. Nhìn mặt kiểu gọi là kiểu gì? Nhìn cái mặt nó cục quá. Con vàng này. Châu mày. Nhìn cái mặt nó cứ cục cục. Châu mày. Hãm để xem nó có lên tai sớm không? Hãm cho ăn thế thôi, không cần nó béo tốt. Như thế này là được rồi. Xem có lên tai sớm. Chạy đâu? Mẹ nó giờ nó cũng đuối chứ mẹ nó có được ăn đây đâu chứ mẹ nó có đây chứ. Cái con này ăn thế mà cho canxi vào rồi. Lại đái, đái nhiều thế. Rồi.
chủ động ra làm quen hả? Ừ, tốt. Thôi được rồi, đi cho vào đi, không có con kia nó nằm không nó lại lạnh. Nằm không nó lạnh, bố cho cái con ấy vào trước, đấy, cho con đấy vào trước. Rồi, thôi vào chuồng thôi, cho đỡ lạnh.